Trước tình trạng bệnh khảm lá mì lây lan diện rộng, tỉnh Quảng Ngãi đã mua 200.000 hom giống mì HN3, HN5 sạch bệnh của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam để hỗ trợ nông dân trồng để nhân giống tại hai huyện Nghĩa Hành và Sơn Hà. Hai giống mì này hiện đang phát triển xanh tốt. Vùng trồng giống mì mới HN3 để nhân giống ở vùng Đồng Điền, thôn Kim Thành Thượng, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Sau hơn 5 tháng, cây mì lên xanh tốt. Cây mì này là rất là tốt, còn đùa là rất là to và tốt, còn cái lá là nó không có khổm, không có khổm lá. Đó, như vậy là theo như tôi nhận xét á, là cây mì này á, là nhân giống ra lồm cho bà con lồm á, là rất là tốt. Và cái cây mì mà cái củ á, là tôi thấy là cái cây củ, cái củ á, là có người họ đồ thử á, là thấy cái củ nó dừa và nó chậm. Ở xã Hành Nhân, việc nhân giống mì mới HN3 có 48 hộ dân tham gia trồng trên diện tích 5 hectare với 100.000 hom giống được cấp. Giống mì này với hy vọng là có thể thay thế các giống mì trồng lâu nay bị bệnh khảm lá. Là giống này là để đấu chứng với giống cò tinh tư, là giống này là hiện giờ là không có quén và là nó sống được tới 10% và nó cho giúp cho dân là bây giờ không quén. Thứ nhất là bây giờ hiện giờ là củ đã cho ra rất là nhiều và người dân đã rất là phấn khởi, và để nhân giống tiếp trong vụ HN3 này, mì HN3 này trên địa bàn huyện xã thì cũng đề nghị cấp trên hỗ trợ tiếp cái giống mì này cho giờ hiện giờ là có số lượng quá ít. Việc giống mì mới đưa vào nhân giống còn phải chờ đợi đến tháng 10 khi thu hoạch mới rõ hơn về năng suất, độ bột. Nhưng trước mắt là giống mì mới không bị khảm lá và cây lớn nhanh. Trong hoàn cảnh, Quảng Ngãi hiện có hơn 6.800 hectare mì bị bệnh khảm lá, chiếm 60% diện tích mì trong toàn tỉnh, thì việc mua giống mì mới về trồng để nhân giống càng có ý nghĩa. Với diện tích trồng mì trên 11.400 hectare trong toàn tỉnh, thì việc nhân giống mua hom giống mì sạch bệnh cấp cho nông dân cần được tiến hành nhanh và quy mô hơn.